đang quay rồi mưa mọi người ạ, tại vì thấy không, nhưng mà quay những ngôi nhà như thế này mưa mới cảm giác cho ta nó giống như lại, chẳng lẽ cởi đồ ra tắm mưa thôi, hy sinh cái điện thoại luôn đó, chỉ có mấy phút thôi mà hy sinh cái điện thoại, biết còn xài. À, chào mọi người, hiện tại thì mình đang đứng trước một cái ngôi nhà. Nhà này là phải nói là trước mình có một cái kênh kia mình đã bỏ rồi, nhưng mà tại vì tới đây mình thấy rất là hấp dẫn. Nó cho mình rất nhiều kỷ niệm về quê hương. Mà nói tới quê hương thì đây. Nói tới quê hương nha là phải có chùm khế ngọt. Đó đâu, trái khế nó mất tiêu rồi. Đây, nói tới quê hương là nói tới chùm khế ngọt nha mọi người nha. Đó. Cái khế này trước tiên á, mình muốn review cho bạn cái ngôi nhà và cái cảnh vật ở đây để cho một chút gì đó gợi nhớ quê hương cho những người, thứ nhất là ở xa, hai là những cảnh ở đây gần như nó rất là ít có, thật nha, rất ít có. Thì ăn trước đã, ngọt. Mọi người hay nghe quê hương là chùm khế ngọt á, thì trước cái nhà này luôn có cái khế đó. Tại vì mình xây đây ánh sáng hơi tối nên mình tạm thời mình xây ngược lại một xíu cho mọi người xem. Đây, khế nè mọi người nè, quá trời luôn ha, trái mà chùm luôn á. Nhà lá lợp bằng lá dừa nha. Ngày xưa nhà mình cũng là nhà lá nhưng mà lợp bằng lá chanh. Cái gạo, cái lúa ngày xưa người ta trồng là 6-7 tháng, 6 tháng mấy 7 tháng người ta mới gặt. Và cái lúa nó rất là cao, khi người ta gặt xong là còn cái phần dạ của nó là lấy cái đó để mà bó lại thành cái lớp chanh để mà che lên nhà. Thì trước tiên vào nhà thì mình đi vòng vòng một xíu. Và hiện tại là có người em cũng là làm YouTube luôn, là Minh Nhật Vlog. Chào các bạn nha, hôm nay đi cùng anh Dũng thì nhà đây. Mọi người mà cứ coi kênh YouTube TV 886 của mình cũng nhớ đăng ký cho em này luôn, kênh Minh Nhật Vlog nha các bạn. Minh Nhật Vlog nha. Đây là một cái gì đó gợi nhớ quê hương thôi. Lát nữa em còn cái bị nè, anh có cái giỏ kìa, hai lá lốt về thấy thịt bò đây mọi người. Trước là mình đã tới đây một lần và hái rất là nhiều. Hôm bữa là mình có qua bên cái chỗ cái nhà tù Phú Lợi cũng có rất nhiều. Và ở đây nè mọi người thấy không, lá lốt toàn là lá lốt thôi, rất là nhiều. Nhưng mà các bạn mà ra chợ mua rất là mắc nha, chứ không dễ đâu, lần trước mình mua rất là mắc. Thì sẵn tiện lên đây rồi mình cũng xin một ít lá thái về để mà dành, mà ví dụ mình chiên, mình thích chiên cà à, còn mấy thì làm thịt bò rất là ngon. Và một cái nữa, nói nhà thế này là phải có một cái giếng. Đấy, đúng chất quê hương luôn mọi người, thấy không, cái lu này. Chết rồi, dứt cáo dừa xuống rồi. Đó, cái giếng nè, không? Mình không hiểu sao lại thích những cái cảnh thế này hơn là những cảnh thành thị mọi người ạ. Tại vì trước mình ở quê đó, ngày xưa quê mình cây cối cũng rất là nhiều. Nhưng mà do, còn đây là bưởi nè. Là không biết là bưởi này có chín chưa, còn sống đây biết. Ngọt, hơi chua, chắc các bạn đang xem cũng chảy nước miếng thiệt luôn. Có nhiều người á, người ta trước là nguồn gốc người ta ở quê, khi mà lên thành phố hay ra nước ngoài á thì những cảnh vật đó, những cái mà kỷ niệm đó khó thế nào mà quên được mọi người, khó thế nào mà quên được. Hôm nay là cây ổi nè, ổi xá lị nè, không ấy, có trái nhưng mà trái rất là nhỏ. Cái này cái ổi nha, lá ổi nha. Và bên đây là vườn chuối nè, phía sau lưng mình là chuối đó.
chuối đu đủ rất là nhiều. Còn đây là bưởi đó, thấy chưa? Người ta nói rồi, cái cảnh mà gọi là thanh nhàn nhất là chỉ có cảnh mà cây nhà lá vườn thôi mọi người. Không khí trong sạch, mát mẻ, yên bình, trăng thanh gió mát. Mình thích nhất là khi có ngôi nhà này ở quê mà nó yên tĩnh đó mọi người. Thích nhất là như buổi chiều á, là mình hơi chua. Buổi chiều mình cùng các bạn của mình, ví dụ như về già đó, con cái đi học hết hay là gì đó thì vợ chồng ngồi nhau, nhắc ghế dàn trước vừa ngồi không mát, hay là hái cây hái cọ gì đó tùy. Rồi buổi chiều vũ bạn bè tới, rồi phan mình trà uống, đánh ván cờ, hay là ngồi kể chuyện đó, rất là hay. Nó sẽ làm cho cái tình cảm nó kết nối và nó ấy hơn. Cái mình uống rượu nhiều quá thì nó lú lẫn đi, đấy, nó không còn minh mẫn và rất dễ xảy ra chuyện mâu thuẫn đó. Thích nhất ngôi nhà gì nè, đó, rất là đẹp, mọi người thấy không? Tuy là nhà tranh vắt lá nha, nhưng mà các bạn đừng có nghĩ là bở, không phải muốn là được đâu, không phải muốn là được nha mọi người nha. Vậy để xây một ngôi nhà thế này, các bạn cần phải đủ hội tụ là giữ cái cảnh xung quanh. Cái nhà đây là cũng đã hơn 100m² rồi, cũng nó tính diện tích là khá rộng đó, tính cái nhà không đó, chưa tính gian bếp, và trước nhà là có hàng câu nè, thấy không, rất là đẹp. Thì hồi nãy giờ mình cứ đi liên thiên không có quay cảnh nhà, thì bây giờ là quay cảnh nhà nè mọi người đó. Thì trước mặt mọi người là một cái hàng câu cảnh, và trồng những cái dây này giống như cái này giống như lá trầu ta, phải không biết, cái này giống như lá trầu rồi mọi người. Ừ, lá trầu thiệt, cái này lá trầu nha. Đây là hàng câu ở vừa có dây trầu quấn quanh ở, giống như câu chuyện trầu cau á của ngày trước mà chuyện cổ tích là mọi người hay thường đọc qua cho con cháu mình nghe, và những người lớn tuổi cũng được ông bà mình đọc lại để nghe. Thì nó mang một ý nghĩa rất là hay. Đây là một cái gì đó là của dân tộc Việt Nam mình, sự tích trầu cau. Và cái trước ngôi nhà thường ngày trước người ta hay để một cái bàn, gọi là cái bàn giống như thờ thiên á, cũng ngoài sân rồi mọi người. Đọc lại gì mình quên mất tiêu rồi. Ở trước hầu như là nhà nào cũng vậy. Và đây là ngôi nhà, trước mặt các bạn là ngôi nhà. Và để xem vào nhà là có cái gì nha. Trước mình cũng đã review rồi. Tới đây là thích cái cảnh ngôi nhà này, không có gì mà nó rất là đẹp. Ngôi nhà thì được làm bằng gỗ, và những cái cây sàn ngang qua thì là bằng tre và lợp bằng lá dừa. Nhìn đơn giản dân quê thôi đi, nhưng mà để xây một cái ngôi nhà gì cũng không phải là chuyện đơn giản mọi người, và cũng tốn rất là nhiều tiền, không có thua gì nhà xây đâu nha. Và đây là cái gian bếp nè đó, người ta để cho giống luôn cái cảnh giống như trên phim luôn á. Này biết có điện không? Có điện đó. Thì đây là gian bếp nè mọi người. Nhớ chưa? Ai ở xa nhớ quê chưa? Nhớ nhà chưa? Nhớ những kỷ niệm ngày xưa chưa? Có nhiều người, người ta rất là giàu có rồi, ở nhà lầu đi xe hơi, nhưng mà khi nhìn những cái đơn giản thôi, đây, những cái lồng bắt cá nè, những cái nơm bắt cá nè, những trái bầu treo nè, hay là những trái mướp được phơi khô treo đây đó, hay là những chiếc giá, rồi những chiếc bếp cũ, làm cho ta nhớ rất là nhiều, làm cho những người đó thực sự mà nói, tại vì mình đã từng nói chuyện với những người lớn tuổi rất là nhiều, và nhiều cái người cũng khá giả. Và khi coi những cảnh này, người ta rất là nhớ những cái thời thơ ấu của người ta. Tại vì không phải ai sinh ra là giàu các bạn, và cái thời mình trước là đều nghèo cả. Giàu là giàu trong những năm gần đây, sau chiến tranh thì cuộc sống của người dân đã được yên ổn và đi vào một cái gì đó nó đã ấy rồi, ổn định rồi, thì cuộc sống nó ngày càng nó phát triển hơn.
mọi thứ nó sẽ tân tiến hơn. Bếp nút bây giờ cũng xài bằng bếp ga rồi, không còn bếp củi như bây giờ nữa. Bếp củi bây giờ thì vẫn còn, nhưng mà chỉ chủ yếu là ở một số ở miền quê. Tất cả những gì mọi người đang thấy đây á, thì mình có rất nhiều kỷ niệm, và mình tin chắc rất nhiều người lớn tuổi và những người có từng cái thời thơ ấu ngày xưa ở quê của mình, thì đó, những cái bếp này khi đốt lên, hay là buổi sáng là buổi chiều tối, nhà mình lúc trước có cái người mà mình vừa nói là đốt khói lên á, và cái hương thơm của cỏ cây á mọi người, nó làm cho ta ngửi một cái mùi rất là lạ lùng, và nó còn nhớ tới bây giờ luôn á. Thật bây giờ mặc dù là đã thay bằng những chiếc nồi này, bằng những cái lò này, bằng lò bếp ga rồi, hay là bếp điện, nó tiện lợi hơn rất là nhiều, thì cuộc sống mà biết sao giờ, thì cái gì nó phải phát triển lên, nó thể nằm hoài được. Nhưng mà xong đó chúng ta đừng quên quá khứ nha mọi người nha, đừng quên quá khứ, tại vì chính những chiếc nồi này nuôi cho ông bà chúng ta tới chúng ta khôn lớn, rồi lọ thì nó cho rất nhiều kỷ niệm, và mình biết chắc rất nhiều người không thể nào quên được. Và nói tới thì cũng không quên nhắc chiếc nồi đất này mọi người. Bây giờ thì cao cấp rất là nhiều, nồi son, nồi nhôm, nồi inox, rồi nồi sứ đủ thứ, nhưng mà chiếc nồi đất này rất là hay. Là mọi người mà nói này, mọi người nếu không tin thì có thể về mua làm thử nha. Mua một chiếc nồi đất và chúng ta về nấu cơm hay nấu canh chua hay là kho cá, thì những thức ăn trong đó rất là ngon. Mình khẳng định là nó sẽ có một cái hương vị rất là quê hương. Có thể là những cái bạn trẻ thì không thể nào mà tin, nói mình nói xạo hay là nó dốc hay cái gì đó, thì mình xin chịu. Nhưng mà chỉ có những người lớn tuổi, những người bằng tầm tuổi mình, hay là những cô chú bác trước, thì người ta sẽ biết cái nồi đất này nó công dụng như thế nào, rất là hay. Và để nấu thuốc cũng rất là tốt nha. Tại vì nồi đất đó, hầu như nếu tốt nhất là chỉ dùng nồi đất là tốt nhất. Chứ mọi người là mua cái siêu rồi ở điện bây giờ nấu là chủ yếu là để tiết kiệm thời gian và nó tiện lợi thôi. Chứ thật ra nếu mà nấu thuốc nấu bằng nồi đất rất là tốt nha. Ở đây là có những chiếc nồi đất nhỏ này đó, cái ấm này đó, ấm cúng chưa. Và đây là và đây là những chiếc son nồi đó, các bạn thấy không, đây là gác bếp. Đây là một cái gì đó thuộc về quê hương, mình muốn gợi lại cho tất cả mọi người biết. Và đây là những cái tủ sống chén. Cái này thì ở mình gọi là gạt dê, dùng để đựng thức ăn, cơm, hay là những chén bát, hay là nước mắm gì đó mình để ở đây. Nhà mình vẫn còn một cái rất là cũ rồi, thì lần trước về thì mình có đem ra mình sửa lại, tại vì ông ba mình rất là tiết kiệm, thì sửa được là cứ xài đó, không được phút phí bỏ. Và cái gian bếp thì mình đã review sơ qua cho mọi người biết rồi, thì bây giờ tới gian của ngôi nhà đây. Thì trước là ngôi nhà, thật ra ngôi nhà này là người ta chỉ là trưng thôi, nhưng mà nếu để một ngôi nhà thật sự làm thì ở đây là mình tin là sẽ có một gian phòng ở phía trong đây, sẽ nên bài trí một gian phòng ở đây đó, còn cái bàn thờ sẽ đặt phía trước vào đây đó, tại vì cái này là nhà trưng nha mọi người nha. Và đi một cái nữa đây, thì đây là chiếc bộ quán ngựa đó. Bộ quán ngựa này á, là nó rất là mát mẻ mọi người ạ. Trời nắng nó mát, nó không bao giờ lạnh, bây giờ hiện tại là mình ngồi rất là mát nè. Và ở đây thì có một bộ bàn, gọi là bàn khách hay là bàn để cúng, phía trong là bàn thờ đó, theo trang trí của cái người xưa người ta hay làm như thế này. Và hình như đây là có một cái chữ nè, nhưng mà mình đọc hình như là chữ tâm thì phải, đây là chữ viết ấy, thư pháp. Thì mình dắt cái ghế tới mình ngồi vậy. Cái ghế đẩu nha mọi người nha, ngày xưa làm bằng ghế đẩu là ngồi như thế này thôi. Đấy. Thì chúng ta cũng không quên cái bình nước trà này. Đó là buổi sáng là mình thấy ngày trước ông ngoại mình á, hay là
cô chú bác hàng xóm, cô cái bác hàng xóm hay pha mình trà ngồi buổi sáng uống. Đó, đây là những chiếc ly, ly giống ly, ly ngày xưa luôn. Trái dừa này thì bỏ cái ấm trà vào đây để cho nó giữ nhiệt đó, giữ nhiệt rất là tốt nha, của thiên nhiên đàng hoàng, và hai nữa là rất là đẹp, thật sự rất là đẹp. Đây là bình trà được bỏ vô trái dừa. Giờ một số ở quê vẫn còn xài, mình rất thích cái loại này, sau này nếu mà ổn định mình cũng sắm một bộ bàn và có như cái này mọi người đó. Không không phải là mình không thích những cái hiện đại như bây giờ, nhưng mà mình không muốn bỏ đi những cái gì nó quá khứ để cho ta nhiều kỷ niệm, và nó rất là hữu ích chứ không phải không nha mọi người nha. Và phía sau là cái bàn thờ đó, thì để mình thắp cái nhang cho mình sẽ review tiếp cho mọi người biết luôn nha. Thật sự là bây giờ trời ngoài gió rất là lớn, tại vì sắp mưa rồi. Lúc nãy mình khi mình với đứa em lên đây là trời muốn mưa rồi mọi người. Đây là xung quanh cái ngôi nhà, và khi mình nhìn ra về trước nhà thì nó sẽ như thế này. Cô đang chăm sóc ở đây. Để mình thắp cái nhang trong đây xong rồi mình sẽ ra gì view tiếp cho mọi người biết nha. Đang quay mưa mọi người ạ. Đây thấy không? Nhưng mà quay những ngôi nhà như thế này á, mưa mới cảm giác cho ta nó giống như lại. Chẳng lẽ cởi đồ ra tắm mưa thôi. Hy sinh cái điện thoại luôn. Đó, chỉ có mấy phút thôi mà hy sinh cái điện thoại. Camera dính nước thì sao? Đúng rồi, camera dính nước đó. Ok.